nay cái trận đấu hôm nay những hình ảnh thì quá là đẹp, để mà những ảnh hưởng đến toàn quốc nó xem thì rất là ảnh hưởng đến những uy tín của bóng cũng như là uy tín của cầu thủ Việt Nam thì đang được đánh giá rất là cao. Nhưng mà chỉ những hành động này là tôi nghĩ là nó sẽ bị giảm rất nhiều về uy tín. Tôi nghĩ rằng có sự chuẩn bị, chắc là có phần tử nào đấy được chúng tôi trong một cuộc chiến gì. Tôi thì rất mong muốn là Việt Nam mình những người cầm trịch của ban chấp hành của cầu thủ Việt Nam phải lên án tất cả những hành động này để những trận sau không được.